với chương trình Quang Lâm TV. Quang Lâm rất vui khi được đồng hành cùng quý khách với những bản tin hàng ngày của Canada và tin thị trường bất động sản. Bản tin hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2021 gồm những tin chính sau đây. Thứ nhất, số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày của Canada đã giảm xuống mức chưa từng thấy. Thứ hai, biên giới Canada và Mỹ có thể được nới lỏng. Thứ ba, tin thị trường bất động sản, công nghệ bất động sản mới mùa COVID-19. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin thứ nhất, số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày của Canada đã giảm xuống mức chưa từng thấy. Các trường hợp COVID-19 hàng ngày của Canada đã giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ cuối tháng 9 năm ngoái. Điều này càng xây dựng niềm tin mới để thúc đẩy kế hoạch mở cửa trở lại của nền kinh tế Canada. Hôm thứ Hai, Canada chỉ có 1.231 ca nhiễm mới trên cả nước. Lần cuối cùng, số lượng hàng ngày ở mức thấp nhất đó vào ngày 26 tháng 9 năm 2020, khi 1.215 trường hợp mới được báo cáo. Hai ngày cuối tuần vừa qua, Canada đã chứng kiến số lượng ca nhiễm hàng ngày đều đặn giảm xuống dưới mức 2.000 ca, lần đầu tiên kể từ đầu tuần trước, với 1.886 vào hôm thứ Bảy và 1.520 vào hôm Chủ nhật. Những con số này cũng được nhìn thấy lần cuối vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10. 3 ngày qua đã đưa mức trung bình 7 ngày xuống 1.795, một con số chưa từng thấy kể từ đầu tháng 10. Nó cũng đánh dấu mức giảm gần 80% so với độ cao của đợt sóng thứ 3 vào hôm tháng 4. Số ca nhập viện cũng giảm trên toàn quốc xuống khoảng 1.700, mặc dù Manitoba tiếp tục có số lượng bệnh nhân cao. Tuy nhiên, số ca nhiễm tại tỉnh bang hiện đã giảm. Con số này giảm mạnh do hơn 400.000 liều vaccine tiếp tục được sử dụng mỗi ngày. Gần một liều đang được sử dụng cho mỗi 100 người ở Canada, một tỷ lệ được duy trì tương đối ổn định kể từ tháng 5. Gần 71% người Canada đủ điều kiện từ 12 tuổi trở lên đã nhận được ít nhất một liều vaccine. Gần 8% được tiêm chủng đầy đủ hai liều bắt buộc. Giám đốc Y tế Công cộng của Canada, tiến sĩ Theresa Tam đã nhắc nhở trong một tuyên bố tỷ lệ tiêm chủng trên toàn quốc vẫn chưa đủ cao. Bà nói rằng người Canada phải duy trì mức độ thận trọng cao để giảm tỷ lệ lây nhiễm xuống mức thấp nhất có thể kiểm soát được và không nên nới lỏng các hạn chế quá sớm hoặc quá nhanh ở những nơi có tỷ lệ lây nhiễm cao. Tin thứ hai, biên giới Canada và Mỹ có thể được nới lỏng. Việc đi lại dễ dàng hơn nữa giữa Canada và Mỹ có thể sớm tiếp tục đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Sau khi chính phủ liên bang cho biết họ đang thực hiện các bước để nới lỏng các hạn chế vào đầu tuần này. Đây được kỳ vọng là một quá trình lâu dài cho phép những người đã được chủng ngừa đầy đủ đi lại xuyên biên giới suôn sẻ hơn. Một thông báo hôm thứ Sáu sẽ được đưa ra trước 10 ngày so với ngày gia hạn đối với các hạn chế biên giới hiện tại giữa hai nước, dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 21 tháng 6 này. Thủ tướng Canada ông Justin Trudeau xác nhận trong tuần này rằng Canada sẽ bắt đầu thực hiện các bước để giảm bớt các hạn chế đi lại cho những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ. Ông Trudeau nói, chúng tôi đang xem xét cách nới lỏng dựa trên cơ sở khoa học. Chúng tôi sẽ có thêm thông báo về các biện pháp có thể được nới lỏng cho những người đã tiêm đủ cả hai liều trong những tuần tới đây. Tin thứ ba, tin thị trường bất động sản. Chào mừng quý khách đến với bản tin thị trường bất động sản. Công nghệ bất động sản mới mùa COVID-19. Từ việc trang trí, trưng bày nhà đến ký hợp đồng bằng hệ thống điện tử, lĩnh vực công nghệ của ngành bất động sản đã có những phát triển vượt bậc kể từ khi có COVID-19. Sự lột xác công nghệ cao này đã thay đổi phương cách giao dịch bất động sản giữa người mua, người bán, người thuê, đại lý bất động sản v.v. Và hầu hết những thay đổi này sẽ tồn tại lâu dài kể cả sau đại dịch, khi mọi người đều thích nghi và đón nhận sự thay đổi mới này. Ký hợp đồng bằng hệ thống điện tử giúp chuyên viên địa ốc và khách hàng có thể thực hiện các cuộc giao dịch bất động sản từ xa mà không cần gặp nhau trực tiếp như trước đây. Hình ảnh 360 độ cũng cung cấp những thông tin cần thiết cho người mua như floor plan,
thấy rõ chi tiết bên trong nhà vân vân, làm đơn giản hóa phương thức mua bán và dễ dàng cập nhật thông tin cho những người đang ở xa. Các video quảng cáo một dự án cũng ngày càng trở nên phổ biến. Những video chất lượng cao này không chỉ làm nổi bật tất cả các điểm đáng nói của ngôi nhà, condo mà còn tạo sự tin tưởng và kết nối sâu sắc hơn nữa giữa người mua và người đại diện thay vì trải nghiệm trực tiếp như trước đây. Ngày càng có nhiều nhà phát triển dựa vào hình ảnh và video để bán condo nhà. Người mua có thể xem nhà, xem condo muốn mua như thế nào nếu không có điều kiện có mặt trực tiếp. Những công nghệ kể trên được đưa thêm vào ngành bất động sản và sẽ không thay thế truyền thống cũ là gặp khách hàng trực tiếp. Các phương pháp này chỉ bổ sung cho thêm đa dạng, giống như cách mua sắm online đối với việc bán lẻ truyền thống cổ điển như trước đây. Tin thị trường bất động sản đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Nam tại số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào căn nhà của Team Quang Lâm. Đặc biệt, bán nhà cho quý khách thì khoản hồng cho Team Quang Lâm chỉ có 1%. Quang Lâm xin chân thành cảm ơn quý khách, chúc quý khách sức khỏe, bình an với nhiều tin vui trong công việc và cuộc sống. Quang Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những bản tin kỳ tới.